Hello, xin chào tất cả các bạn đang xem video của kênh Tôi Yêu Sức Khỏe. Thì hôm nay mình làm một đề tài rất là hay, đó là ăn gì để bổ thận. Thì trước khi mà mình liệt kê những cái món mà chúng ta nên ăn để mà bổ thận á, thì mình xin chia sẻ một tí là thận là gì. Đó, thì thận á là một cơ quan quan trọng trong cơ thể. Nó đảm bảo một cái vai trò là lọc bỏ các chất độc ra khỏi máu và đào thải ra ngoài bằng đường nước tiểu và giữ lại cái chất cần thiết cho cơ thể. Thì như mình nêu trên, các bạn thấy là cái lợi ích rất quan trọng. Cho nên là múp súp lơ là mình súp lơ này là còn bổ gan nữa nha bạn. Thì súp lơ rất nhiều tuyệt vời, thì mình nghĩ các bạn nên thêm vào bữa ăn hàng ngày. Súp lơ thì mình có thể luộc này, nấu canh này, rất là ngon. Rồi thứ hai là quả việt quất. Thì quả việt quất là một cái nguồn cung cấp chất oxy hóa tốt nhất. Trong quả việt quất nó có chứa nhiều chất chống oxy hóa này, và giúp cho bạn bảo vệ được khỏi cái bệnh tim mạch này, một số bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và suy giảm nhận thức. Thứ ba là một loại cá. Thì loại này cá vược. Thì nó là một loại cá có chứa chất protein này, chất lượng cao, có chứa cái lượng chất béo cực kỳ tốt cho sức khỏe, nó chính là omega 3. Thì các bạn mà làm đẹp á, thường thường mình thấy thường mua dầu cá omega 3 hoặc là dầu mà có chứa omega 3 để sử dụng á. Thì vì sao mà omega 3 nó tốt á, thì mình sẽ nêu một số cái lợi ở đây. Thì thứ nhất á, là omega 3 giúp giảm viêm này, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức này, trầm cảm và lo lắng. Thì cái con cá vược này á, thì nó chứa lượng cái phosphor nó thấp hơn các loại hải sản khác. Thứ tư á, là một loại trái cây mình nghĩ rất là ngon, đó là nho đỏ. Thì loại quả này không chỉ ngon mà còn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho chúng ta. Nho đỏ này chứa nhiều vitamin C này và các chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm viêm này. Ngoài ra nho đỏ còn chứa cái hợp chất resveratrol cao, chất này có lợi ích cho sức khỏe này, tim mạch và chống lại cái bệnh tiểu đường, suy giảm nhận thức. Và cái trái này rất thân thiện và rất tốt cho thận. Thứ năm là lòng trắng trứng. Lòng đỏ rất bổ dưỡng cho những hàm lượng và chứa rất nhiều phosphor cao. Trong khi đó lòng trắng là cung cấp một lượng protein này, chất lượng cao này và thân thiện với thận. Đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho những bệnh nhân đang điều trị này, lọc máu này, những người cần cái lượng protein cao nhưng mà là hạn chế sử dụng lại cái phosphor. 6 là một gia vị trong bếp thường thường nhiều, đó là tỏi. Thì tỏi là nguồn cung cấp này mangan, vitamin C, vitamin B và chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh này, có đặc tính chống viêm. Tỏi cũng giúp cho cái thêm hương vị cho các món ăn chúng ta trở nên ngon hơn. Và mình cái video trước á, mình cũng có một cái tip nhỏ cho các bạn sử dụng tỏi á, là chúng ta nên băm nhuyễn là để khoảng 10 đến 15 phút để tạo ra được hợp chất insulin rất tốt trong tỏi. Thì ngoài ra mình nếu mà mình không thích nó mà ăn băm á, thì mình có thể sắc sắc lát và cũng để tương tự khoảng từ 10 đến 15 phút rồi mình sử dụng thì cũng rất là tốt. Thứ bảy á, là dầu ô liu. Thì dầu ô liu á, là đây là một loại chất béo nè và phosphor lành mạnh, nó cái cho nhiều người mắc bệnh thận nè. Phần lớn là chất béo trong dầu ô liu á, là chất béo không bão hòa đơn, thì nó có tính chất là chống viêm này. Chất béo này ổn định ở nhiệt độ cao, vì đó là nó là một lựa chọn tuyệt vời trong nấu ăn. Và tiếp theo là nó thịt gà không da nha bạn, thịt gà mà không da nha. Thì đây là mình ức gà là không da, chứa ít phosphor, kali và natri hơn các phần khác của thịt gà, nên lựa chọn thịt gà tươi để tránh các loại thịt gà nướng sẵn, vì những loại đó có thể chứa một hàm lượng cái natri và phosphor. Thì hiện tại mình đang liệt kê những cái món mà nó ít natri và phosphor, bởi vì ăn natri và phosphor nhiều á thì làm thận nó yếu đi, cho nên mình đang liệt kê những cái món mà đang ít natri và phosphor nha bạn. Có nhiều bạn có thể mình đang tua qua cho nên các bạn không có xem ở đầu video á, nên các bạn không chí cái ủa cái nói tại sao cứ phát pho với này chi hoài. Rồi mình tiếp theo món các bạn là ớt chuông. Thì ớt chuông á, thì nó chứa một lượng chất dinh dưỡng này ấn tượng,
như ít kali này, ớt chuông có chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh, vitamin A quan trọng trong chức năng miễn dịch này, thường gây tổn hại ở những người khác khi mà mắc bệnh thận, ở những người bệnh nhân mắc bệnh thận á. Mình có một tip nhỏ ở cái ớt chuông nha bạn. Thì nhưng mà trước khi sử dụng là các bạn nên tham khảo trước nha, mình có dị ứng hay không và có sử dụng không nha. Thì ớt chuông mình có thể xay và uống sinh tố thì nó giúp cho mình đẹp da, sáng mắt, tăng sức khỏe, tăng sức đề kháng nha bạn. Thì ớt chuông này là nhiều người cũng sử dụng rồi, thì các bạn có thể search trên mạng hoặc là tìm hiểu các chuyên gia thì ớt chuông mình có thể xay sinh tố uống được không nha bạn. Thì mình trước khi sử dụng nha, thì đây là một tip nhỏ của mình, và mình cũng không thích là các bạn cứ cũng như là mình thấy mình giới thiệu á, các bạn quay vô bạn làm luôn, mà mình khuyên bạn nên tìm hiểu 1-2-3 video trước, hoặc là coi những cái kênh mà có chuyên gia bác sĩ á, là cái ớt chuông này mình uống mình có bị tác dụng phụ gì không, bởi vì ớt chuông nó nóng có thể làm tổn thương dạ dày và những bộ phận khác, đôi khi nó thể nó sẽ bị nổi mụn nữa, cho nên mình nghiên cứu thứ nhất là nó có tốt mình được không, thứ hai có dị ứng hay không, và thứ ba là hàm lượng bao nhiêu để cho đủ. Thì có thể mình sẽ làm một video hướng chia sẻ các bạn đây, chia sẻ các bạn về cái cách làm ớt chuông này sinh tố và cách chế biến ra sao. Mình xin đi qua tiếp theo nha bạn, đó là hành tây. Thì đây là một nguồn cung cấp hương vị natri tuyệt vời cho những cái món ăn mà bổ thận. Trong hành tây có nhiều vitamin C này, mangan, vitamin B và cái chất chứa giúp cho hệ thống miễn dịch và hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Mình xin đem thép theo là một loại củ, đó là củ cải. Thì củ cải thì nó chứa rất ít lượng kali này và phosphor này, nhưng cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Thì củ cải là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời và nó rất tốt cho cái hệ thận nha bạn. Đây là mình tới một loại trái cây mà mình cũng rất thích, đó là dứa. Thì là một loại trái cây có chứa cái lượng kali thấp, tốt cho những người bệnh thận. Dứa cũng rất giàu chất này như mangan này, vitamin C này, và một loại enzyme mà giúp giảm viêm. Thì ở đây á, mà mình cũng có một tip nhỏ là bởi vì mình cũng nhà mình cũng có bạn bị thận, thì nhưng hạt sỏi cho mình bị sỏi nhỏ, cho nên là bác sĩ cũng có khuyên là chúng ta nên bổ sung dứa vào chế độ uống hàng ngày. Với lượng mà tùy thể trạng nha, sẽ được tư vấn á, là uống dứa nó sẽ giúp cho cái sạn mình nhỏ hơn, cộng kết hợp với lại nha đam và lô hội, nha đam hoặc là gọi là lô hội như bạn. Thì có một số là những anh chị cũng đã qua thận không còn phải bắn nha bạn, nó nhỏ thì vẫn ra được luôn. Thì nhưng mà cái này thì tùy thuộc vào cơ chế và sức khỏe nha, cơ địa của mỗi người thì tốt. Cho nên là trước khi mình dùng á, thì nếu mà mình cứ dùng đi thì nó sẽ với liều lượng hợp lý á, thì mình nghĩ nó sẽ tốt, rất tốt cho sức khỏe. Còn khi mà dùng nhiều quá thì nó đôi khi nó cũng sẽ không tốt. Cho nên mình cứ khuyên các bạn cứ tìm hiểu và mình cứ bổ sung với lượng hợp lý thì nó sẽ rất là tốt. Thì ở trên là mình đã chia sẻ đến các bạn một số cái loại thực phẩm trái cây mà nó mang lại những cái chất dinh dưỡng cũng như là giúp cho cái thận của mình tốt hơn. Thì những trái cây ở trên đó mình nêu ở trên đó thì nó ngồi mà nó giúp cho thận của mình tốt hơn á, thì nó còn giúp cho sức khỏe mình tốt hơn nè, đề kháng tốt hơn. Có những loại thì nó sẽ kết hợp về làm chống oxy hóa cơ thể này, giúp giảm trí nhớ, giúp cái trị cái bệnh giảm trí nhớ này, giúp gan cũng tốt nữa. Thì hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn.